một tiệm đồ ăn Hàn Quốc mãi đỉnh trong lòng mình. Ở đây có gà xào phô mai ngon xuất sắc, đa dạng các loại từ gà sốt cay, gà lắc phô mai, gà nướng tỏi, có cả mì lạnh nữa nha. Ở đây chính là Kim Bắp 79, một quán ăn ruột của mình. Mình đã từng review trên kênh quán này khá lần rồi. Ăn bó ở đây từ hồi quán mới mở và từ hồi mới lập kênh luôn cũng phải hơn 1 năm rồi. Đồ ăn ở đây đủ 3 tiêu chí: ngon, rẻ và chất lượng. Không gian thoáng đãng, sạch sẽ và rộng rãi. Hà Nội có 40 độ thì trong này vẫn bật điều hòa mát lạnh nha. Đặc biệt tầng 2 cực sáng và đẹp. Có view nhìn trực tiếp sang đường tàu hỏa chạy trước mặt luôn. Món ăn khiến mình trở thành fan ruột ở đây đó chính là đĩa gà xào bắp cải siêu chất lượng. Phần nước sốt chế biến rất ngon, gia giảm được độ cay, thịt gà thì mềm, bên trong có rất nhiều rau củ và nấm nữa. Trước ăn phần gà nướng tỏi hơi bị khô một xíu nhưng nay thì quán thay đổi hoàn toàn luôn. Phần thịt trắng vậy thôi nhưng rất mềm không bị bở, da giòn, ngầm đẫm sốt. Ăn kèm cùng ít tỏi chiên rắc bên trên rất cuốn. Tô phô mai ở đây to béo nùng nính, cơ mà khá cay đó, không ăn được cay thì phải báo bếp trước nha. Buffet 229k ăn tỏa thích hết cái menu thì tội gì mà không gọi mì lạnh nhỉ. Mùa hè món này đúng là chân ái luôn. Đang ăn đĩa tốc cay mà làm một miếng mì thì đúng là không còn gì bằng. Nước dùng chua thanh nhẹ kết hợp với sợi mì dai dẻo. Em gái mình rất là thích cái món này. Mà mì lạnh ăn kèm với đồ nướng là chuẩn bài nhất đấy mọi người ạ. Mà xét nướng này đã bao gồm trong buffet 229k đó, các bạn có tin được không? Đồ nướng ở đây được tập trung vào 4 loại chính: bò, ba chỉ, nạc vai và bạch tuộc. Bọn mình ăn một lượt xương xương thôi vì chỗ đồ Hàn kia đã rất no rồi. Mỗi loại thịt đều được tẩm ướp sốt khác nhau. Dương rất thích ăn hải sản nên cực kỳ nghiện bạch tuộc ở đây. Nguyên một con bạch tuộc to đùng luôn, nướng chín kỹ ăn rất giòn và ngọt. Tim thích ăn béo ngậy thì có ba chỉ nướng sốt Hàn. Sau cái bữa này mình khéo tăng mấy cân mất thôi. Cuối cùng là món thịt nạc vai, vì được tẩm ướp kỹ và lâu nên thịt lúc nào cũng mềm và rất ngọt. Chấm cùng kèm sốt cay hoặc sốt đậu tương thì đều hợp hết. Giải ngày có rau xà lách, kim chi và củ cải ăn thoải mái nha. Không gian quá gọn gàng, sạch sẽ và nhiều chỗ ngồi. Chất lượng các bạn cứ đọc comment của clip trước mình đã review thì sẽ hiểu. Một địa chỉ đồ Hàn uy tín lưu lại ngay nha.